Hoàng Lịch Thiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Cái triển lãm Đền Đô này có một số các cái tác phẩm tôi cũng rất là ấn tượng với lại mấy cái tác phẩm này. Tôi nhớ là cũng đã ghi hình cái tác phẩm này một vài lần. Thứ nhất là tại nhà anh Trường Giấy, và thứ hai là tại vườn của anh chủ hiện tại bây giờ. Thì đây là một cái tác phẩm mà tôi cũng rất là thích, tại vì nhìn cái nét của nó là một cái cây xanh rất là cổ. Không biết là bây giờ thì chủ nhân đã đặt tên cho cái tác phẩm này chưa, nhưng mà tôi rất thích cái dáng của cái cây này. Là một cái cây xanh cổ khá là mịn xịn. Cái cấu tạo thì nó là một cái thân nó chạy từ dưới này đó, và nó chạy nó vắt sang bên này, thì sang bên này nó mới hóa cái rễ xuống. Và trong thời gian 5 tháng thì cái rễ nó ôm chặt với lại đá như thế này, và chúng ta có thể thấy rằng là nét đá nó đã rất là cổ già. Một cái xanh cổ nguyên bản Trường Giấy mà đã sưu tầm thì chắc là quý vị các bạn biết là nó kỹ như thế nào. Và cái tác phẩm này là của anh Triều, Nguyễn Đình Triều, Kỳ Lân Hóa Rồng tại Kinh Môn Hải Dương. Khai mạc triển lãm trên mặt cảnh thành phố Từ Sơn ngày hôm nay. Ê, tác phẩm này thì nó cao khoảng 1m1. Sân khấu để xoay bước cân thân mật. Và hiện tại thì đang được trồng trong một cái bể đá. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng ngắm tổng dáng và xem như thế nào. Bệ nó rất là già và rất là chảy này quý vị. Này, cái nét làm từ nhà anh Trường nó đã mịn như thế này. Cuốn đá và móng rễ rất là dài. Là cân đối nha quý vị. Về dáng thì chủ nhân đặt tên là Kỳ Lân, tại vì cái cấu tạo của đoạn dưới của nó thì giống như là một cái con kỳ lân nó đang nằm, và trên này thì đầu nó hóa thành rồng. Đây là một cái hình tượng rất là sang, rất là sang. Ở đây chúng ta lại có thấy nó giống như là một cái bộ móng nó bám rất là chắc, rất đẹp. Một tác phẩm đẹp của anh Triều, đây là một cây chủ vườn luôn. Ngắm càng kỹ càng đẹp. Bông tàn được bố cục sắp xếp rất là ok. Ở trong đây còn một vài cái cây của anh em Kinh Môn nữa, chúng ta sẽ cùng đi ngắm thêm. Tiếp theo xin mời quý vị cùng về chiêm ngưỡng một cái cây si. Cái thân siêu nó bay rất đẹp. Cái tác phẩm này thì tôi đã ghi hình khá là kỹ tại triển lãm Kinh Môn. Ngày hôm nay thì nó đang bật cái lộc, nó tạo ra một cái sắc thái mới, nhìn rất đẹp. Cái xì cực già luôn này quý vị.
Wow, cảnh che lưng cực phiêu, rất nghệ thuật. Và chuyển luôn rượu, hết rượu ra thì chúng ta sẽ uống rượu của mốc mèo chính thức của hoa tổ chức hôm nay. Rượu vang là báo cáo là sư cổ tên là sư cổ thôi, chủ sở hữu là Từ Văn Lương của Kinh Môn Hải Dương. Ồ, tận buồm xuôi gió. Còn rượu uống bình thường thì ông Lấy Tất Thu và ông Lấy Hiến Thu, hai ông tên là Thu, thành viên của Diễn Vật Cảnh, và cũng là thành viên mãi mãi trên thành phố Tài Trọng. Già quá, rất đẹp, có những cái tử nó nằm dài ở trên thân, một cái tử sát dưới đất, một cái tử nằm ở sau đuôi, giống như là một đuôi mái chèo. Hai bên này, một cái tử bám sườn này rất là yêu. Thu xếp, bố trí để đưa các đại biểu vào ngồi, phía trước cho nó kín hết các mâm, sau đó còn bao nhiêu chúng ta đi tập phía sau. Xì búp đẹp không? Đỏ chót. Bên này thì có thêm một cái cây xì này nữa, vẫn là của bạn Tứ Văn Lương. Nếu còn nhiều thì các bạn tính ra phía sau sân khấu còn. Và phía sau sân khấu vẫn còn mà. Dạ vâng, không sợ. Không sợ, hoàn tổ chức bố trí rất là đầy đủ. Phía sau sân khấu còn. Tác phẩm này nó có một cái thân cực kỳ là độc đáo. Những cái này là rất giống với lại mấy cái nét cây của ông Nguyễn Gia Thọ, là một cái bộ ngũ phúc lâm môn. Chất liệu thì đây là một cái cây si búp hồng cánh sen. Dáng cổ kính. Ta sẽ ngắm ngược lên này nhìn xem cái cấu trúc của nó. Rất đặc biệt. Cây này nó cao cỡ độ khoảng 60 và nó rộng khoảng 80, trên 80 một chút đấy quý vị. Đó, thân pháp này. Xưa nó là cái đường rễ và người ta bện nó lại. Bây giờ nó biến hóa thành một cái cây rất kỳ. Ok, chia sẻ một vài tác phẩm khá là độc đáo với anh em Kinh Môn tại triển lãm Đền Đô 2023. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.